Rồi sẽ phải đến lúc ta nhận ra một điều, rằng điều khó nhất chẳng phải trao về người bao nhiêu, cũng chẳng phải tiếng nhớ thương nào cũng thật lòng như điều ta nghĩ. Và không ai dành trọn đời cho ai, đến một ngày mưa nặng hạt sẽ vắng con đường. Ta nhận ra rằng điều khó nhất trong cuộc đời là lãng quên. Cũng chẳng phải tiếng nhớ thương nào cũng thật lòng như điều ta nghĩ.